Dạ vâng. Thân ái kính chào quý vị cùng các bác các anh em. Rất vui mừng được gặp lại quý vị và các bác các anh em trong chương trình test âm thanh và giới thiệu hàng bãi. Đây là một video clip lần thứ hai em test trong buổi tối ngày hôm nay, 17 tháng 11 năm 2020. Trước cái máy quay, quý vị và các bác các anh em chúng ta đang được nhìn thấy một đôi loa. Nó không xa lạ gì đối với người Việt Nam chúng ta. Nhưng một điều em giới thiệu lên đây, đó là một điều nó em phải nói là một điều nó phải nói đến, nó là cực kỳ quý hiếm ở cái chỗ là một đôi loa Westfalen 2190 nó còn nguyên cái thùng xốp, thưa quý vị và các anh em. Dòng loa này rất nhiều đúng không ạ? Bản thân em bán cũng rất nhiều rồi. Thế nhưng hôm nay mới tìm được một đôi nó còn nguyên hộp xốp. Và nói đến hàng còn nguyên hộp xốp thì các bác các anh em chúng ta, em không cần phải quay ra loa để cho các bác các anh em chúng ta nhìn nữa, vì nó là nguyên thùng xốp thì nó quá đẹp rồi. Hàng chưa sử dụng các bác nhá, hàng tồn kho chưa sử dụng. Một đôi loa Anh Quốc đến từ một thương hiệu, đó là loa Westfalen 2190. Dòng loa này là dòng loa sử dụng loa một cái loa bát có đường kính 20 và có tới hai cái loa check kèn. Một loa bát 20 và có tới hòa hai cái loa check kèn các bác nhá. Dòng này củ bát và củ check nó cực kỳ to và gấu. Và vừa rồi thì em đã giật cái e căng của nó ra. Thế nhưng thưa quý vị và các bác các anh em chúng ta, e căng của nó chưa bao giờ được giật ra, cho nên là cực kỳ khó giật. Cho nên em không giật nữa, không giật e căng nữa các bác nhá. Dòng này này thì nó quá quen thuộc rồi, bát 20. Và cái gân của nó là gân cao su bền bỉ theo thời gian và năm tháng. Đôi loa có trở kháng 6 ôm và công suất của nó là 200W trên một thân thùng loa. Tổng thể đôi loa bé bé con này nó đang chứa đựng cái công suất lên tới 400W. Các bác các anh em chúng ta có thể là ghép với bất cứ chiếc Omni nào mà nhà quý vị và các bác các anh em chúng ta hiện đang có, hoặc chúng ta có thể phối ghép với đẩy, nó chịu nhiệt cực kỳ tốt. Và ở đằng sau đít loa nó có hai cầu đấu loa, thưa quý vị và các bác các anh em nhé. Và dòng này thì độ nhạy của nó tương đối cao, lên tới 96 dB, cho nên là nó có cái độ nhạy cao, rất dễ phối ghép Omni. Và trong phương án clip ngày hôm nay thì em nó là lười thay âm đi, nói một câu là lười thay âm đi. Thế nhưng khi mà em lười thay và ghép vào, em cảm nhận chất âm của nó quá tuyệt vời, thật sự nói quá tuyệt vời. Khi mà nó đi với một con âm đi cỏ, đó là một con âm đi đờ lông PMA 390 ba la mã mặt vàng chanh, mà clip trước em đã test cho quý vị và các bác các anh em với lại một đôi loa Victor Zero Bass 30. Và clip này thì em ghép với lại một đôi loa Westfalen 2190 bass 20 nhưng công suất lớn tới 400W. Và vị trí là chiếc Omni có công suất chỉ có 135W mà đánh đôi trước là 250W, và đôi này đánh tiếp đôi loa là 400W. À, chứng tỏ là các cụ đã ví một câu rằng đừng chê bé mà sầu, có phải không quý vị và các bác các anh em? Quả đồng đốt đít thì quả bầu to mấy cũng thui. Đó là một câu ví ca dao mà nhiều người nhắc đến. Và quả thật chúng ta nhiều lúc đưa ra những câu ví nó rất là hay, và cũng rất là đi đúng tầm, để các cụ đã đánh những câu nói rất là hay đấy ạ. Thưa quý vị và các bác các anh em, được chiếc Omni có giá 3 triệu 900 ngàn đồng, đầy đủ các cổng kết nối để ăn chơi. Và nó có thể đánh được những đôi loa rất khủng từ bát 30 đổ lại, rất là hay. Và giá thì lại rẻ, nghe âm thanh quá là phê luôn. Bây giờ thì không nan man, không làm quý vị và các bác các anh em chúng ta chờ lâu nữa. Em sẽ xin mời quý vị cùng các bác các anh em chúng ta hãy cùng đi đến bàn thẩm âm. Nguồn phát là chiếc đầu Solidat A7 giá 3 triệu 900. Và chiếc âm đi đờ lông PMA 390 ba la mã mặt vàng chanh cũng có giá 3 triệu 900. Và đôi loa Westfalen 2190 còn nguyên thùng xốp giá là 5 triệu đồng. Khi người ta bán những đôi loa này không có thùng xốp, người ta bán 5 triệu 500 hoặc hơn thế nữa. Thế nhưng em bán cho các bác các anh em chúng ta đôi loa còn nguyên thùng xốp giá 5 triệu đồng các bác nha, giá 5 triệu đồng, nãy độc có 200 ngàn đồng mà thôi, thưa quý vị và các bác các anh em.
Cho nên là các sản phẩm em báo giá, các bác anh em gọi điện cho em và cũng đã rất nhiều người gọi điện. Hầu như ai xem clip của em cũng đã đang nhấc máy gọi điện cho em. Nhưng mà cả và đối với em mà cả không bao giờ được. Vì em cộng công có ít lắm, có 100 và 200 ngàn mà thôi. Thậm chí có những sản phẩm được 50 ngàn. Cho nên là các bác các anh em chúng ta thật thông cảm, các anh em chúng ta không thể mặc cả với em được. Vì là còn công đóng hàng và chở hàng đi cho quý vị và các bác các anh em chúng ta, công của nó cũng rất là vất vả thôi. Bây giờ mời anh em chúng ta hãy cùng đi đến thả bom nhá. Từ giờ yêu anh cho tim tan.
vòng tay buông lơi, tình yêu chơi vơi ngất ngây. Một ngày mưa rơi trên con phố nhỏ, một mình em thôi lang thang lối nhỏ, còn lại trong em sông reo tháng ngày dài, lê thê suốt một đời vì sao. Yeah.